Rồi, bây giờ mở ra đi nha. Đó. Rồi. Không phải, cái này bị lệch răng. Cái cách xoay là biết mấy con kia yếu là mấy con kia đâu ra. Rồi. Ok. Bây giờ đầu tiên và Vũ sẽ mở cái driver pad trước các bạn ha. Rồi. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Vũ nha. Video hôm nay thì Vũ sẽ giới thiệu các bạn một dòng loa. Thì hiện tại đây là một dòng loa mới, nhưng mà hiện tại thì Vũ cũng chưa có nắm được cái mức giá cụ thể của con loa này. Nhưng mà mình vẫn cũng sẽ review, chia sẻ các bạn về một số thông tin của cái con loa này để cho các bạn cũng như update thêm những cái live sản phẩm ở trên thị trường hiện nay. Ok, thì trước mặt các bạn đây là một dòng loa Active. Nhưng mà các bạn thường thấy những dòng loa Active ở trên thị trường hiện nay đa phần là những dòng loa Active là cái thùng nó là thùng nhựa, đúng không các bạn? Là những dòng bea thùng nhựa. Nhưng mà riêng với cái này là thương hiệu của LD thì họ lại chọn phương án là với cái thùng gỗ. Thì với giữa cái sự khác biệt phương châm về cái thùng gỗ và thùng nhựa, thì trước Vũ đã có chia sẻ khá là nhiều lần là về thùng nhựa thì nó có sự cộng hưởng, cái vỏ nó chắc hơn, cái lô nó sẽ dày hơn so với cái thùng nhựa, và khi đánh ở cường độ SBL cao thì nó sẽ đỡ bị bong tiếng hơn so với rất nhiều. Tại vì tính chất là vỏ mỏng thì nó sẽ khoảng không bên trong nó chống rất là nhiều thì nó sẽ tạo ra tiếng bong, nó sẽ không còn ra được cái nguyên bản của cái chất tiếng nó nữa. Thì đó là sự khác biệt của giữa thùng nhựa và thùng gỗ. Đó. Còn đây là video đây, bây giờ hôm nay Vũ các bạn, hôm nay là giống như video trước là mấy bạn đi làm vẫn chưa về nên micro quay clip đã hết rồi. Thì đây, rồi quay cho các bạn coi. Thì đây là các bạn nhìn á, có vẻ cái con LD này, cái con Vũ chia sẻ cái tên gọi của nó là Stinger 10. Với cái LD thì họ sản xuất ra với hai phiên bản, đó là một bản Passive và một bản Active. Và một bản Active thế này á, là nó sẽ có chữ A, gọi là Stinger 10 AG3, tức là phiên bản này là Sorry Stinger dòng Active và mã G3 đó. Và nó sẽ có một bản nữa là Stinger 10 G3 mà không có chữ A này, thì các bạn có thể hiểu là nó là dòng Baxi, là nó không có điện. Thì với cái LD này họ đang tích hợp cái con này là cái nguồn với cái power nó là 300W ở trong đây các bạn ha. Và cái peak power nó là lên tới 600W. Còn đối với cái driver của con này, hiện tại là cái tham số của nhà hãng đang đưa ra là nó có cái SBL của nó là 127 decibel, thì đồng nghĩa với việc là đó là SBL, là tức là đỉnh của nó. Thì như vậy là khi mà re-emit nó sẽ là 121, đúng không ta? Đúng rồi bạn, đúng rồi, trừ 6 đi. Như vậy là re-emit đi là nó là 121 decibel, và chạy chương trình RAM của nó là 124 đó các bạn ha. Nhưng mà để mà đối với người Việt chúng ta thì chúng ta đừng có quan trọng cái SBL. Thì SBL thật ra các bạn hiểu, chúng ta đừng nhìn nó mà nghĩ là cái công suất nó đánh như vậy. Chúng ta bỏ qua SBL đi, thì con này cái công suất re-emit của nó mà chúng ta chơi lớn nhất có thể, và với cái cường độ hoạt động liên tục mà không gây ảnh hưởng đến loa, thì chỉ có 121 decibel thôi nha các bạn ha. Các bạn lưu ý chỗ này. Ok. Rồi, bây giờ để nhờ các bạn có vít không, lục giác không, nhờ mở dùm cái cho mọi người xem cái driver bên trong loa luôn nha. Thì sẵn tiện Vũ này hạn chế review quá nhiều video, thì Vũ sẽ vừa giới thiệu loa cho các bạn rồi mình sẽ mở bên trong cho các bạn cùng xem cái cấu trúc ở bên trong cho các bạn nắm hơn về nhiều sản phẩm ha. Làm 2 trong 1 luôn cho nó tiện, đỡ nhiều video quá thì dạo này cũng không có thời gian để quay cho các bạn xem ha. Nên đang nhờ các bạn phải quay phụ để chia sẻ nhiều thông tin cho các bạn, mong là các bạn cũng sẽ ủng hộ cho kênh Thiên Vũ nha, các bạn thành viên khác nha. Ok, đối với hãng á, các bạn thấy không, thì đối với những cái dòng này á, thường thường nó sẽ rất là phù hợp cho những cái hội trường nè, những cái quán xá nè, những cái hội trường hay là những cái phòng mà acoustic đồ á, thì các bạn sẽ có thể hiện trình diễn sẽ tốt hơn. Còn đối với những cái hội trường hay là những cái số lượng mà tương đối nhiều á, thì chúng ta nên chọn cái phương án là Baxi thì nó sẽ phù hợp hơn. Còn đối với những cái bạn mà đi làm event, rental đồ này nọ, mà cho những cái show nhỏ nhỏ cho phòng trà hay là những cái quán xá đầu tư vào cái band acoustic á, chúng ta thích những cái thể loại mà của BA á, thì chúng ta nên chọn dòng Active, vì thứ nhất là nó nhẹ, nó dễ vận chuyển và thiết bị nó sẽ rút gọn hơn so với cái hệ thống mà setup ha. Ok. Rồi. Ok, hiện tại khả năng làm. Còn đây là cái ngõ nguồn của nó đây các bạn. Đây là cái nguồn nguồn bích công đàng hoàng các bạn ha. Biết công nguồn nè các bạn, nên nó không phải là sử dụng cái chấu kia,
thì nó sẽ chắc hơn, nó sẽ bám tốt hơn. Đó. Rồi, nói về con lo này thì các bạn có thể đánh rất là nhiều chế độ. Đây, cameraman có thể thấy đây là cái chế độ mood, chúng ta chỉ cần nhấn vào nó sẽ chuyển chế độ, cái đèn nó sẽ được nhảy chỗ, nói chung là một chiếc số nhảy vậy đó. Nó sẽ có full range nè, stay line nè, rồi là monitor nè và chế độ flash để cho chúng ta có thể sử dụng mixer hay là những con DSP khác. Còn tất cả những đây là đã được có một hệ thống DSP DIN của hãng họ làm ra. Nó gọi là DIN DSP các bạn ha. Đó. Rồi, ok, và nó có một hệ thống light mid thì dành cho, nói chung là cái ngõ này á, thì nó sẽ có hai hệ thống light cho các bạn, đầu vào cho các bạn. Nè, light mid nè, hai cái light, tổng cộng được hai light, light 1, light 2 và một cái light out mono để cho các bạn light ra cho những cái lo khác. Đấy. Đó. In out liên tục luôn các bạn ha. Đây, còn cái hệ thống DSP là cái đây, ở đây cho các bạn coi. Caramel có thể zoom cho mọi người xem. Đây, cái logo. Đó. Đây ha các bạn ha, đây hệ thống DSP. Đó. Và con này về độ hoàn thiện ốc vít và phần gỗ các bạn, họ làm rất là chắc chắn và độ hoàn thiện luôn cả về phần nước sơn như luôn cái in. Caramel có thể thấy là cái chỗ mà eo điện, cái nước sơn, mọi thứ nó làm rất là chi tiết, rất là sắc nét. Giá thì Vũ chưa có nắm được cái sự cụ thể nên Vũ không có chia sẻ được cho các bạn, nhưng mà Vũ giới thiệu cho các bạn về sản phẩm trước. Đó. Và các serial number của LD cũng như về hình ảnh của LD cũng như thương hiệu này, họ làm về mặt truyền thông cũng tương đối là tốt các bạn. Ở nước ngoài các bạn có thể xem, vì cái LD này nó nằm trong một cái hệ thống của Adam Horn Group như các bạn ha. Đây. Đây. Các bạn có thể search Google là Adam Horn Group. Đó, thì họ nắm rất là nhiều like về cái lĩnh vực âm thanh này, về nhiều rộng lắm, về nào là phụ kiện, mọi thứ đồ này nọ, rất là nhiều thứ. Nó là một cái group và LD chỉ là một trong cái brand của họ thôi. Đó. Rồi. Ok, sorry, mọi thứ in rất là đầy đủ các bạn ha. Khá là rõ ràng về cái, và nó sử dụng nguồn điện là con này đặc biệt là nó hay cái chỗ là nó xài được hai nguồn điện các bạn. Tức là nó xài được 110, 120 và nó xài được là cả 220 và 240 luôn nha các bạn. Đây. Các bạn thấy rõ ràng ha. Tức là xài được hai nguồn điện cùng một lúc. Đó, các bạn có thể xài được 120 cũng được mà xài 220 cũng được, tùy. À. Rồi, ok. Rồi, hiện tại là Khánh đang quá trình mở cái loa đó các bạn. Có thể hỗ trợ đưa xuống đây không? Rồi, cameraman ở đây trong quá trình mở, các bạn mở cameraman. Đây là phần thùng. Đây là cái phần thùng của mã đó các bạn. Đây. Đấy, nó có series trên thùng đó. Đặc biệt cái dòng LD này á, về nguồn gốc xuất xứ nó rất là rõ ràng nha các bạn. Vũ đánh giá rất là cao nguồn gốc xuất xứ từ quản lý sản phẩm của mình, dựa trên tất cả là dựa vào cái email hết. Là cái email thùng này và cái email lo nó rất phải trùng khớp với nhau. Thì các bạn khi mà mua hàng, chúng ta có thể dùng những cái cách này để chúng ta kiểm tra sản phẩm của mình đó. Thì chúng ta biết hàng mình có mới hay không, như là như nào, nói chung là nó an toàn về cái nguồn gốc của sản phẩm. Thì nói chung là các bạn cứ mua hàng bên Thiên Phủ thì các bạn yên tâm về cái nguồn gốc sản phẩm đi. Hàng sao thì Vũ chia sẻ như vậy. Đó, nó rất là rõ ràng. Nói chung là hàng nào có sao mà nó vậy. Đây. Ủa đây. Mà các bạn thấy không, đây là dòng là dòng chỉ có 10 inch thôi nha các bạn. 10 inch thôi, như vậy là các bạn khi mà chúng ta mà sử dụng mà cái dòng mà 12 inch các bạn biết nó to cỡ nào rồi. Đấy. Ok. Rồi, cho bạn coi xem sơ. Đây, Khánh đang đợi đây. Đây. Rồi. Cameraman, đó. Đó các bạn thấy chưa? Rồi đây là cái nhờ đi mấy bạn kỹ thuật đem đi máy móc đem đi hết trơn rồi. Rồi, mà mở mở giùm bằng tay cũng được. Mở giùm bằng tay cũng được. Đây các bạn, đây là một driver 10 inch với hai gân các bạn ha, với hai gân. Đấy. Rồi, một hồng kèn đây. Đó. Các bạn thấy cái phần nhựa đây các bạn luôn, cái phần nhựa cameraman thấy quay nè, cái phần này nó được in khắc khuôn luôn nha các bạn. Tức là nó vô khuôn luôn, là cái họng kèn này là của LD luôn nha các bạn. Đó, cái phần này nhựa nè. Và cái kèn này so với cái kèn ở trên những cái lo khác mà Vũ đã từng chạm á, thì các bạn thấy cái kèn này với cái chất liệu nhựa ABS của nó rất là dày. Đấy. Cameraman quay hàng ngang á, mọi người mới hình dung được. Đúng rồi. Quay phía ngang thì mọi người biết cái độ dày của nó. Đây các bạn thấy không? Nó rất là dày nha các bạn. Đó. Các bạn thấy chưa? Thì đây là cái cấu trúc của hai driver, là shape này là nó chỉ có một in thôi, bát này là cái bát 10 in và nó có thêm một cái họng hơi ở đây. Và ở đây nó có những con ốc có màu xanh, đây là những cái hàng mà đồ ở nước ngoài, có những cái tiêu chuẩn nước ngoài họ hay làm các bạn. Đây, những con ốc có màu xanh như thế này đây. Đấy, còn đây là cái chỗ để chúng ta chống cái chân
chỉ bóp lên đấy. Về phần gỗ nè các bạn, đây là phần gỗ, các bạn thấy nó rất là dày không? Phần gỗ này khá là dày nha các bạn, cực kỳ dày luôn, rất là dày. Và những cái đường viền ron này Vũ đã chia sẻ nhiều video, thì cái ron này nó sẽ tạo ra cái sự hạn chế giảm chấn, để khi mà ở cường độ lớn cái thùng nó rung hay là cái driver nó rung á, thì cái lưới nó tránh bị tạo ra những cái tác động và tạo ra những cái tạp âm đó. Rồi bây giờ mở ra đi nha. Đó. Rồi. Rồi. Có máy à. Máy hơi có chuối tí xíu các bạn, nhưng mà có vẫn hơn không bạn, đỡ hơn quay tay. Rồi. Để cho bạn mở hết đi, Vũ sẽ mở từng cái cho các bạn xem. Không, cứ mở đi, nó đang sệ xuống á. Con này là bị lệch răng nè các bạn, trường hợp nãy sau đây là cái con này là đang bị lệch răng nè các bạn, nên nó sẽ bị cứng nè, thấy không bạn? Dù là những sản phẩm nước ngoài mà đôi khi nó cũng có những cái sơ suất nhỏ, nhưng mà đó là lỗi cơ bản, không ảnh hưởng gì đến cái sản phẩm cả. Nhưng mà nói về độ kỹ kỹ tính á, thì chúng ta phải soi được cái những cái điểm nhỏ này các bạn đó. Anh em đang làm cho các bạn thực tế cho các bạn có thể hình dung ra. Rồi cứ mở đi rồi có người lụm. Hiện tại là bây giờ là đang làm 12 giờ trưa, đúng ra là cái giờ mà mấy anh em ăn cơm rồi, nhưng mà đang sẵn tiện lo đây nên sẵn quay cho các bạn xem luôn, quay một video nhanh cho các bạn xem. Đó. Rồi. Còn dưới gắn mở đi, còn lo lấy dưới tay đi, dưới tay đi. Rồi dưới tay. Đỡ lên, nâng lên. Rồi. Không phải tại con bé nó yếu quá. Không phải, cái này bị lệch răng. Cái cách xoay là biết, mấy con kia yếu là mấy con kia đâu ra. Rồi, ok. Bây giờ đầu tiên Vũ sẽ mở cái driver bar trước các bạn ha. Rồi, ok. Đây. Đây là cái driver bar, mở ra. Đây. Đây là phần thùng, từ từ. Mở ra giùm mi. Mở ra. Rồi. Đây. Rồi, ok, trước mặt các bạn đây là Vũ đang cầm caramel thấy. Đây là cái driver bar từ trong với khung nhôm. Đó, đây, cái logo của LD khá là đầy đủ, những cái mã của hãng nó nằm đây, mọi thứ. Và như thông số của hãng đưa ra thì tất cả đây là đều là từ Ferrit hết cả, không phải là từ Neo các bạn ha. Đều là từ Ferrit nha các bạn ha. Đó. Rồi các bạn thấy chưa? Rồi cái nhện ở đây. Những cái keo nó đổ nè các bạn. Keo nó đổ trong nhện nè. Đấy. Cameraman thấy không? Ừ. Rồi ok, để cameraman quay cho các bạn xem nha. Rồi tạm thời Vũ để đây đi. Rồi. Sau đó là bây giờ tới cái phần phần kèn. Nhờ mở giúp Vũ cái kèn. Đấy. Đây, rất là đẹp. Khá là mở ra gì mũi. Nhấn mở ra. Nhấn đi. Có tay không, có thế không? Vuốt ra, vuốt nhựa ra, chọt, lấy vít chọt nó mở nhẹ thôi. Bứt được thì bứt luôn. Hơi nhỏ nó không phải phải có móng tay làm dễ, còn không lấy cái vít á. Vuốt ra, nhấn vô. Lấy cái vít đi. Nhưng mà nó bót, cái này nó bót. Đồ làm mới bót. À, các bạn đó, thì đó các bạn thấy cái về phần nhựa đây nè, cameraman thay quay nè, đấy các bạn thấy cái phần nhựa nó làm rất là đầy các bạn, và cái nhựa nó làm rất là đẹp, cái nhựa nhám của nó làm cực kỳ đẹp luôn đấy, nhựa nhám cực kỳ đẹp đấy. Đó. Rồi đấy, lấy chọt, đúng rồi, lấy nhỏ đó, đúng rồi, chọt đi nè, chọt đây đó, có khớp đây nè, chọt vô, cầm đi dạ. Thì mấy cái đồ này mới các bạn, nó bị mấy cái nhựa nó che lại, nó bót lắm. Đây Vũ làm cho các bạn coi. Rồi, nó hơi cứng xíu nha các bạn. Đây nè các bạn, chúng ta phải nhấn cái này xuống nè các bạn, để chúng ta lấy nó ra. Đó, nhưng mà phải có tay. Còn mấy cái nhỏ nhỏ, cái nào bứt được thì bứt. Mà thật ra nó cũng cứng quá. Rồi. Cứng ngắt rồi. Chung là mình phải lôi cái nhựa ra. Là cái nhựa này nó chấm để cho nó đừng bị chạm các bạn. À.
Rồi đó, ok, vậy là ra thôi. Đấy, thì đây là cái cổng, cái họng trép. Đây cho các bạn coi. Đây là cái họng trép với cái từ của nó là chỉ là một in đó các bạn. Cái trép này trép một in nha các bạn ha. Đấy, và số series của nó các bạn. Đấy, 25W cho họng trép này. Đó, số series, mọi thứ khá là đầy đủ cho các bạn, đầy đủ thông tin. Các bạn thấy phần nhựa không? Mình đã làm rất là chắc chắn. Đó. Giá thì mình chưa nắm được cái cụ thể con này, nhưng mà về độ build và độ hoàn thiện như cái phần gỗ nữa các bạn có thể thấy. Đấy. Đấy, các bạn có thể thấy đây nè. Đấy. Thấy không? Làm chắc chắn. Còn đây nó có, đây là những cái bông tiêu âm ở nội tại. Rồi, ở phía sau đây là một cái bo mạch công suất. Đấy. Đấy, đây là bo mạch công suất để cameraman thầy quay. Đấy. Các bạn thấy nó làm nhìn dây nhợ mọi thứ nó bố cục, mọi thứ nhìn nó rất là chắc chắn các bạn. Đây là đây. Cái này là bạn biết cái này là cái gì không? Cái này là những cái quy trình, những cái quy đây là những cái dấu V, tức là những cái bo này đã được những cái quy trình check, ví dụ như là qua quy trình thứ nhất là kiểm tra về công suất. Quy trình mọi thứ là quy trình nó sẽ được check ở đây nè các bạn. Khi nào xong rồi nó sẽ được check. Và LD nó cũng có cái mã series của cái bo mạch ở trong đây luôn nè. Đó các bạn thấy cái chữ đây, LD mã nè, arm nè. Thì cái arm này là arm của LD luôn nha các bạn ha. Thì nó có dán hết để nó kiểm tra mọi thứ ở đây hết. Đó, trước khi mà ra một sản phẩm, một cái sản phẩm thành phẩm. Đó. Đó các bạn nhớ cái mã này, mã Stinger G3 nha các bạn. Và đây là dòng active, nó có hai dòng, dòng Baxi và dòng active. Rồi, để mình dựng lên cho các bạn xem. Đấy, để cho cameraman thầy quay. Đấy. Cameraman quay cho mọi người xem. Thì đây là phần thùng. Thì thật ra khi mà các bạn xem những cái video của Vũ như vậy, mở những phần thùng ra thì nó sẽ rất là nhiều về cái cách mà những cái hãng nước ngoài làm. Thì những anh em mà đam mê mà tự làm loa ở Việt Nam, chúng ta có thể có thêm kiến thức, cũng như chúng ta sẽ học được nhiều hãng có mỗi cách làm khác nhau. Chúng ta xào nấu, chúng ta update thêm kiến thức để chúng ta có thể chỉnh sửa ra những sản phẩm loa Việt Nam. Vũ cũng rất là thích anh em Việt Nam mà chế loa ở Việt Nam, thị trường mình lắm. Ra Việt Nam mình nhân tài cũng nhiều mà các bạn. Đó. Đó. Nhưng mà nó bị hạn chế về dụng cụ, về nguyên vật liệu, về giá thành, về thuế má đồ này nọ, nó khá là nhiều vấn đề nên nó bị hạn chế thôi. Chứ thật ra Vũ nghĩ là người Việt Nam mình làm cũng khá là tốt, thiếu về những công cụ công nghệ đo lường hay là gì nọ, những cái phòng tuôn loa, những cái phòng đo học loa như thế này, nói chung là còn khá là nhiều hạn hẹp, rất là nhiều hạn hẹp đó. Ok, thôi giờ quay lại chủ đề tiếp. Rồi ở đây thì nó là dòng, như Vũ chia sẻ thì nó là một cái dòng, có thể là một dòng có thể làm monitor, nên cái nó có những cái cao su đây nè. Cameraman có thể zoom là cái cần cao su này cho Vũ giúp, cho Thiên Vũ giúp. Đấy, thì đó cái cần cao su này các bạn có thể rơi để tránh việc chạy loa. Ở dưới chân nó cũng có, đây, dưới chân nó cũng có. Đó, và ok, rồi đây là cái góc nghiêng của monitor. Đấy, các bạn ha. Rồi. Ok, rồi đây camera bây giờ mình không thể quay được cái mặt kia tại vì cái mặt bo mạch nó là đã bị úp rồi các bạn. Cameraman có thể quay hướng nào mà thấy được hết không? Đây. Nó dài lên tới phía trên, cái phần tầng ở phía trên các bạn. Đấy. Đó. Quay cho các bạn xem. Đấy. Cái cách mà nó đặt những cái bo nào á, anh em mà nếu mà có chế loa active mà dòng gỗ như này, chúng ta cũng biết cái cách mà bố cục đặt bo nguồn mà cái reverb bass nó không đụng rồi không chồng chéo như thế nào đó. Tối ưu cái âm trong cái không gian của bên trong loa. Rồi, ok. Nè. Rồi đây là một cái học loa, thì nó đóng một cái hộp. Nó giật cấp xuống một cái hộp. Sau đó nó CNC và nó bào lại cái tên tay loa đây. Ở trên đây thật ra nó là cái hộp các bạn, cameraman. Nó là một cái hộp vuông bình thường thôi, nó giật cấp xuống, nó giống như thạch cao thôi. Nó giật cấp xuống và sau đó nó chỉ cần cắt cái khoảng này và nó CNC và nó sẽ bào tròn cái tay này khi mà nắm vào á. Đây, bốn ngón. Đó, nó rất là thuận các bạn. Thật ra thằng LD này nó làm khá là chi tiết các bạn, nhiều cái chi tiết nhỏ cơ bản như vậy. Thật ra chúng ta phải nhìn ra được cái chất xám của họ. Đây, bốn cái ngón tay này bạn thấy nó vừa cái khớp của Vũ không? Đó, thiết kế là như vậy, để chúng ta xách lên này. Đó. Thấy chưa? Đúng bốn ngón luôn, đúng thế luôn, chứ là nó không, thường thường là những loa khác nó sẽ vuông luôn. Nó sẽ vuông như thế này luôn. Nhưng mà còn này thì nó sẽ còn nó lồi ra đúng vị trí là đúng bốn ngón luôn các bạn. Nên khi mà xách cảm giác nó rất là nhẹ, rất là đơn giản, rất là nhẹ, và nó không, cái đầu ngón tay mình sẽ không chạm vào cái thành của cái hộp giật cấp như thế này. Đấy. Còn phần trên cái phần nước sơn, nước bo tròn nó làm rất đẹp. Ở đây nó có gió dạt một tí xíu ở phần này. Đây. Đây nó có dạt xíu, nó bào dạt, nhưng mà nói chung là về thiết kế nó khá là đẹp. 10 in,
10 inch đối với Vũ như vậy thì dòng mắt tiếp như vậy là nó cũng hơi to nhẹ, hơi to nhẹ các bạn, hơi to nhẹ đó, cái này là có phần hơi to nhẹ đó. Rồi ok, bây giờ mời các bạn tham khảo cái trên website cùng điện thoại của Vũ nha. Rồi đây, đây là trên web của hãng, các bạn có thể truy cập web LD ha các bạn ha, ld.com ha. Rồi ok, đây là mã sản phẩm và đây là những tham số. Đây nó có cho chúng ta passive và active, thì mình đang là passive đúng không? Rồi active, rồi mình sẽ chọn ra, nó sẽ loát ra cái active cho các bạn. Đây driver highway ha các bạn ha. Đó, đây là một dòng PA 10 inch ha, FBL là 127 ha, power là 300W ha, pre-MS nha các bạn ha. Rồi đó, đây sử dụng công nghệ DSP này, đây DIN nè các bạn ha, DSP technology nè, đó. Rồi ok, gỗ hình như là cái này là phần 12 mm đó, ok các bạn ha. Rồi cái góc này là cái phần stand, tức là cái phần chân như này các bạn, nó đang là 0 độ và 5 độ, tức là cái này. Đây, 0 độ là nó có hai cái lỗ ở phía dưới này. Cái video này nếu mà chúng bạn muốn để đứng á thì chúng ta sẽ cắm lỗ giữa. Còn nếu mà chúng ta muốn cụp xuống á là hãng nó đã điều chỉnh cái hướng rồi, tức là nó sẽ có cụp cái loa xuống phía trước á nha các bạn, cụp xuống nha, cái đầu cụp xuống nha. À, cụp xuống phía trước 5 độ là tức là các bạn sẽ cắm cái lỗ này. Tức là nó không phải là chúng ta bẻ mà là nó đã set up sẵn và nó làm cứng cố định luôn rồi. Thì chúng ta muốn đứng thẳng thì chúng ta cắm lỗ này, còn muốn chúng cụp xuống 5 độ thì chúng ta để lỗ này, chỉ có vậy thôi, đơn giản vậy đó. Đó là cái phần tham số mà hãng nó đưa ra, nó chia sẻ như vậy. Đấy. Rồi ok, rồi bây giờ để thử cho các bạn luôn đi ha. À, Sang ơi, anh nhờ mở cái, bỏ con EV xuống để cho mọi người biết cái cụp loa chỗ này cho mọi người cùng xem. Đây để Vũ để thử cho các bạn luôn nha. Rồi đây, rồi để hướng 0 độ giùm đi, bỏ xuống. Rồi bỏ lên. Rồi đây các bạn, cameraman. Rồi ở giữa 0 độ. Đây, đây là 0 độ nè các bạn. Thì các bạn thấy cái 0 độ này là nó đang thẳng hàng đúng không? Đó các bạn thấy nó đang thẳng không? Đó, đang thẳng đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ để 5 độ. Rồi lỗ phía trước. Đúng rồi, lỗ phía trước. Đó các bạn thấy không? Thì khi mà đổ lỗ phía trước thì cameraman đứng nó sẽ không thấy, nhưng mà hướng về cameraman sẽ thấy nè. Ok chưa? Các bạn đã thấy rõ cái việc 5 độ. Nhưng mà có một số những dạng loa, ví dụ như Vũ đã từng làm JBL và rất là nhiều hãng khác, nó có những cái chế độ là mình cái cần gật của bằng cao su ở phía dưới, các bạn có thể tối ưu hơn bằng cái cần gật đó. Nhưng mà còn hàng LD này thì nó làm cố định luôn, nó không có cho bạn bẻ mà các bạn phải chọn xong rồi cắm nó vào theo cái mục tiêu của mình thôi. Rồi ok, Sang đưa xuống giúp anh. Rồi đưa xuống. Ok rồi, như vậy là về loa, về driver, đấy mọi thứ đã có đủ đó. Đây là hồng, ok các bạn ha. Rồi đây là bộ phận phụ tùng, khi mà Vũ tháo nó ra chỉ còn mỗi cái bò mạch thôi, không biết là mở cho mọi người xem đây sao. Đây thật ra mở được các bạn, nhưng mà mở ra gắn lại nó hơi cực các bạn ơi. Tại vì cái bò mạch thì Vũ sợ bên trong nó sẽ có keo, nó có ron á, thì mình nếu mà mình mở ra như vậy nó sẽ ảnh hưởng ron. Còn cái riêng cái phần driver thì nó đơn giản rồi đó, thôi chắc mình sẽ không mở nó ra đâu. Ok, như vậy là buổi video ngày hôm nay là Vũ cũng đã cho các bạn tham khảo thêm một sản phẩm loa với cái tham số cụ thể, với những chức năng khá là cụ thể. Thì các bạn muốn nghe thử thì các bạn có thể đến Thiên Vũ để các bạn nghe thử nha. Hiện tại mình chỉ đang có một cặp mẫu thôi, còn giá thì Vũ cũng chưa biết cái mức giá chính xác của con này, hiện tại là đang có hàng mẫu thôi. Đấy thì ok, các bạn quan tâm thì các bạn đến các bạn nghe nha. Còn các bạn thấy video mà những cái nội dung mà Vũ chia sẻ cho các bạn hay, thêm nhiều sản phẩm và nhiều cái cách cấu trúc của loa để cho các bạn có thể update thêm kiến thức, và các bạn có đánh giá gì về chiếc loa này thì cùng để lại những comment, cùng chia sẻ với Vũ. Và đừng quên bấm like và share ủng hộ kênh để Vũ, bên Thiên Vũ cũng như các anh em team có nhiều thời gian. Nói chung là những lúc đi làm thì khá là bận, những lúc mà
muốn làm nội dung video thì cũng cần sản phẩm để làm nội dung video cho các bạn, chứ có sản phẩm cũ làm đi làm lại hoài nó cũng chán lắm các bạn. Thật ra làm mà phải có cái mới, chứ làm mà có cái lặp đi lặp lại là bên, thật ra là bên Thiên Vũ làm không được đó. Thì nói đi nói tới nói lui mà nói về sản phẩm tính năng nó cũng chỉ như đó mà. Mình rất là thích những cái mới mẻ và thích những cái gì lạ và nó đặc biệt đó, thì mình mới review mới thoải mái được. Ok, cảm ơn các bạn, đừng quên follow kênh của Thiên Vũ nha, bye bye. Bây giờ thì mời các bạn sẽ xem một cái video test thử cái loa này không có sub và để mọi thứ là mặc định ở chế độ flat để cho các bạn cùng nghe, để chúng ta đánh giá các giải như vocal, giải cao, giải trầm như nào nhé. Ta đang tìm cách quên người, phải cố quên người, dù con tim muốn suy vẫn muốn đời nhớ anh. Từng chiều qua buồn tanh, có khi tim luôn hỏi đến người, vẫn trong mong mơ ước nay mai sẽ có anh. Tim ơi mình hãy quên người, phải cố quên người, dù ta đây bao đêm vẫn ôm niềm đau. Chàng là biển xanh trời cao, mắt môi thiên thần, chàng là tất cả nguyên do của niềm đau.